Xin chào tất cả các anh em nha. Trước khi vào video, anh em nhớ bấm nút like và nút đăng ký để cập nhật những video tới từ mình nhé. Video này mình sẽ cập nhật lại một cái sàn VNDC. Khi tất cả các bạn đăng ký cái đường link mình, tất cả các bạn anh em sẽ nhận được 10.000 đồng. 10.000 VNDC có nghĩa là bằng 10.000 Việt Nam đồng tất cả các anh em. Để kiếm được đồng tiền thêm anh em, tất cả các bạn anh em bấm vào một gap phơ nè. Điều kiện ghép mình KC, tất cả các bạn anh em copy cái link này nè, rồi đi chia sẻ cho bạn bè và người thân để nhận thêm 25.000 cho mỗi một lượt ghép nha tất cả các bạn. Người đăng ký dưới link bạn nhận 25.000, còn cái người đăng ký dưới link bạn sẽ nhận được 10.000, người đó sẽ nhận được 10.000 nha tất cả các bạn. Đây thì nó có chương trình Daily Skin Daily nè. Đây thì các bạn nào muốn chơi thì phải muốn làm đại lý, muốn làm đối tác của VNDC thì phải có 10.000 đô. Tu Balenci 10.000 đô. Rồi, 10 đô hay mấy triệu ạ? Nói tới cho tất cả các bạn và tất cả các anh em là Phan, mình sẽ cập nhật kèo này rút tiền vào. Nếu anh em có cái đồng VNBC anh em rút tiền thì anh em gắm vào nút sell VNV nè. Anh em có thể bán qua Việt Nam đồng. Đây thì transfer fee anh em nhập mát nè. Đây thì mình chưa có đủ min rút nha tất cả các bạn anh em. Min rút nó tới 500 nè. Đây 50.000 nè. Đây thì có tất cả các anh em thanh toán qua app, anh em app qua cái điện thoại thôi. App ở dưới vào nè. Anh em có thể app vào ngân hàng nè, rút qua về ngân hàng Vietcombank, Sacombank, nhiều ngân hàng nè. Nếu anh em không có ngân hàng thì anh em có thể rút về với Momo nha tất cả các bạn. Momo Viettelpay luôn nè. Anh em chỉ việc áp cái Momo của mình thào nhập số phone điện thoại của mình, anh em áp vào thôi. Ơi còn này chưa. Rồi. Như vậy là sau khi anh em nhập xong thì anh em bấm cái số VNDC của mình rút là 10.000. Rồi anh em bấm sell nha tất cả anh em. Video sau mình sẽ hướng dẫn cho tất cả anh em rút tiền kỹ lợi, tại video này mình có 10.000. Đây là những người bán nè. Những người bán thành công VNDC nè nha tất cả anh em. Sell online. Anh em tất cả các bạn và anh em có thể bán nội bộ. Video sau mình sẽ làm cập nhật cho tất cả anh em, hướng dẫn cho tất cả anh em bán nội bộ đồng VNDC này. Hoặc ấy, còn video này mình chỉ thông báo cho tất cả anh em là khi đăng ký nhận được 10.000, mình mới đăng ký KC trong vòng 15-20 phút là sẽ duyệt cho tất cả các bạn. Các bạn chỉ cần up giấy chứng minh nhân dân mặt trước lên và xác nhận cái khuôn mặt của mình đang xác nhận người thật mình không, chứ không có gì hết trơn. Vậy video mình chào tạm biệt tất cả các bạn nha.